cảnh váy lưới của yếm tròn ghép hoa năm cánh. Mình nối vào cái yếm lần thứ ba, mình cũng móc hai kép và một hai bính một đơn vào ha. Thì mình ướm vào, đừng có cho cái lỗ nó to quá, lỗ vuông vừa vừa. Rồi mình móc 5 bính, quay lại mình móc thẳng ra ha. Thì cứ na ở ngoài thì mình vẫn móc lưới bình thường. Lần thứ tư thì cũng tương tự như vậy, mình lên 2 bính rồi mình ráp vào lần thứ tư. Rồi móc 5 bính, quay qua quay ngược lại mình móc ra. Thì mình móc lần thứ tư thì nó có độ cong ráp với độ cong của cái chỗ yếm. Rồi mình móc thẳng lên ha. Thì khi móc thẳng mình móc y như trong này, cạnh bên ngoài. Mình móc y như bên trong ở giữa, mắt lưới ở giữa đó. Thì sau khi mình móc lên được, mình đo còn 18 cm thì mình bớt nách nha. Thì đối với size M thì khoảng 18 cm, còn size S khoảng 16-17 gì đó. Còn size lớn thì khoảng 20 cm mình bớt nách. Thì mình bớt xéo thẳng lên bên nách ha. Thì ô lưới đầu tiên thì mình bớt, thì mình móc 3 mũi bính thôi. Xong rồi mình móc mũi đơn để nó ngang ngay cái cạnh bên này. Rồi bên trong thì mình vẫn móc bình thường, 5 bính một đơn, móc ô lưới bình thường. Bông hoa thì ở trong các bạn cũng xen kẽ móc bình thường nếu còn chỗ. Thì quay trở lại á, thì các phía bên ngoài nách á, thì các bạn lên 2 bính. Các bạn lên 2 bính xong một kép ở trên đỉnh của 5 mũi bính hàng trước ha. Còn phía bên ngoài không có móc thì mình bớt xéo thẳng lên. Mình bớt xéo lên. Ở bên trong thì mình cũng vẫn móc theo như bình thường. Xéo lên như vậy ha, để có độ cong của nách á. Tương tự những hàng sau thì cũng vậy, 2 bính xong một kép ở phía ngoài nách ha. Thụt lùi vào, cứ thụt lùi vào một ô lưới để nó có độ xéo lên. Cứ thế một bên thì bớt nách, một bên ráp với bên hông của cái yếm. Bên trong thì vẫn ráp với cái yếm, còn bên ngoài thì bớt nách. Thì mình bớt khoảng 2, 4, 6, 8. Ở hàng thứ 8 mình không bớt nữa, mà mình móc và cho nó thẳng lên. Thì mình móc ở bên ngoài cùng là một kép ha. Đoạn này là khoảng 7 hàng nha. Rồi trên thì mình móc thẳng lên thôi. Một bên thì vẫn ráp với một bên yếm, còn một bên thì móc thẳng lên. Sau khi mình móc thẳng lên thì mình sẽ bớt ngang qua. Bên nách này là mình bớt 7 hàng nè, rồi mình móc thẳng lên. Còn phía bên yếm thì mình cũng ráp lại. Tương tự như vậy ha. Thì các bạn ở trên mình bớt và ngang vai. Thì mình móc qua ngang qua cho hết vai nha. Thì mình lên 3 bính một đơn, cứ 3 bính một đơn nha. Chứ không phải là 5 bính một đơn nữa, để mình tạo cái độ thẳng ở trên vai á. 3 bính một đơn cho tới hết ráp mũi cuối cùng. Một đơn. Rồi mình trượt ra, mình cắt chỉ đi ha. Thì mình sẽ có đường vai như vậy.
tháo cái kim băng ra. Thì tương tự như vậy á, thì miếng bên này mình cũng ráp đối xứng lại với miếng bên kia y chang như vậy ha. Bên này mình sẽ móc y như vậy nha, y như là bên trái á. Thì sau khi mình bớt đối xứng hai bên rồi thì sẽ được cái thân trước y như vậy. Cái này là miếng trước nha, có một đoạn ngay dưới nách đó là thì mình không có móc vòng với thân sau. Khoảng 18 cm đoạn nách nha. Thì thân trước các bạn thấy như vậy đó. Rồi các bạn nối chỉ móc tiếp với thân sau ha. Ở thân sau á, thì các bạn móc lên tới trên tới đoạn nách. Rồi mình vừa móc vừa ráp luôn, thì bông mình cũng bông một hàng bông, mỗi hàng bông xen kẽ, cứ 5 hàng lưới một hạt bông xen kẽ vậy. Mình nối chỉ vào, mình móc bình thường các ô lưới nha. Chỗ móc bông thì mình móc bông, còn chỗ khác thì mình móc ô lưới. Các bạn chia bông xen kẽ với mỗi hàng. Thì sau khi mà mình móc bông rồi xong, mình ráp với cái mảnh của thân trước. Mình cứ mỗi hàng mình ráp vào, rồi mình móc bình thường của hai bên dưới nách đó ha. Mình cứ ráp mũi đơn vào. Cái đoạn nối ở dưới nách thì nó sẽ giúp cho cái ngực mình giúp cho cái ngực mình gom lại, nối vào mũi đơn ha, của cạnh của nhánh bên kia ha, của bên nách bên kia. Cứ hai bên mình nối qua nối lại vậy cho tới khi tới lên trên của đoạn nách nha. Các bạn thấy đoạn nối không? Mình nối lên tới đoạn nách đó. Sau khi mình nối lên bằng với cái đoạn nách của thân trước rồi thì mình cũng bớt nách y như thân trước vậy ha. Mình bớt hai bên luôn ha. Thì mũi đầu tiên đó, thì bà ba mũi bính, bông đầu tiên là ba bính một đơn chứ không phải năm bính nữa, để cho nó thẳng. Nó thẳng cái đường nách ở dưới là hai ô. Cái đoạn này đoạn nối. Bên này cũng vậy, một đoạn nối ở giữa. Bên trong thì các bạn vẫn móc thẻ bình thường ha. Ô lưới ô bông các bạn móc bình thường nha. Cạnh nách của bên trái cũng vậy ha, ba bính ráp vào mũi trượt ha. Rồi quay lại mình trượt. Mình trượt lên. Thì trượt vào chỗ ba bính đó. Ngay chỗ ô lưới năm bính mình trượt lên một nửa ha.
khoảng bính thứ ba thì mình móc lên 5 bính, nó sẽ tạo độ xéo 5 bính một đơn ở bên trong này ha. Mình cứ xéo dần lên ha, xéo dần lên y như thân trước vậy đó. Bảy hàng nha, tính cả cái hàng thẳng 3 bính. Mình trượt lên ở giữa. Rồi mình móc lên 5 bính. Móc một đơn. Ở phía bên này thì mình sẽ móc qua 2 bính một kép, một bên thì mình trượt lên ha, còn một bên mình 2 bính một kép. Tiếp tục mình 5 bính một đơn ở bên trong. Sau khi mình bớt được 7 hàng thì sẽ bằng với cái thân trước, bớt nách của thân trước á. Hai mũi bính một mũi kép. Tương tự móc lại như vậy. Sau khi mình bớt thân trước với thân sau ha, 7 hàng, được 7 hàng giống thân trước thì mình móc thẳng lên nha. Mình móc cái cạnh bên thẳng lên y như thân trước vậy đó. Thẳng lên cho tới đoạn mình mở bớt cổ ha. Cái mũi mình móc ra thẳng lên. Ở cạnh bên thì hai bính một kép thẳng lên ha. Tiếp tục 5 bính. Xong một đơn. Móc lại bình thường. Ở bên trong các bạn vẫn móc lưới bình thường ha. Các bạn cứ móc thẳng lên.